Quảng ơi, Quảng, Quảng. Quảng ơi, con Luân nó trốn đi rồi con ơi. Cái gì? Nó trốn đi đâu? Má không biết nữa. Nó dọn quần áo đi sạch nhách ra. Nó đi thì cho nó đi luôn đi, đỡ miệng ăn. Trời ơi, ác miệng ác mồm vậy. Em nó đang bầu bì, nó chết thôi. Nấu rượu ở đây nó bỏ đi bà không biết là sao? Ủa cái gì ngộ quá vậy? Bộ tôi rảnh rồi tôi suốt ngày tôi canh nó hả gì? Nó đi đâu làm sao mà tôi cản được? Tất cả là tại bà hết á. Ừ. Cái gì cũng tại tôi hết trơn á. Ông đi tù,